MC nổi tiếng hải ngoại Nguyễn Ngọc Ngạn phải cấp cứu vì lý do sức khỏe. MC nổi tiếng hải ngoại Nguyễn Ngọc Ngạn vừa vào viện cấp cứu vì đứt mạch máu. Được biết, năm nay bác 73 tuổi và phải thường xuyên thở bằng oxy sau những giờ làm việc liên tục khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân của mình về bệnh tình của MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Theo như những gì cô viết và hình ảnh đăng tải lên, bác Ngạn sức khỏe vẫn còn rất yếu và thường xuyên phải nhờ đến sự trợ giúp của bình oxy để có thể hô hấp bình thường được. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lo lắng viết, có lẽ những ngày qua, áp lực công việc quá lớn khiến cho anh Ngạn phải bị stress, dẫn đến tình trạng máu lên tới 240. Đột nhiên hôm qua máu mũi chảy tuôn ra như nước suối ướt hết áo của anh. Bác sĩ bảo đó là đứt mạch máu, nhưng may thay đó là mạch máu ở mũi chứ không phải ở não. Rất may khi đến bệnh viện, bác sĩ đã kịp thời cầm máu cho anh. Để đảm bảo an toàn cho anh, bác sĩ Đào đã luôn ở phía sau sân khấu, hỗ trợ về mặt sức khỏe cho anh. Bất cứ lúc nào anh có vấn đề, thuốc men dụng cụ y khoa cần thiết, luôn sẵn sàng kề bên khi tình huống xấu xảy ra. Rất cảm ơn bác sĩ Đào đã tận tâm chăm sóc. Tình trạng sức khỏe của bác hiện tại không được tốt cho lắm, đặc biệt là khi làm những công việc kéo dài vài tiếng đồng hồ liên tục. Mỗi chương trình, bác Ngạn thường phải dẫn chương trình tới 4 tiếng đồng hồ. Sau mỗi lần như vậy, bác thường như bị kiệt sức hoàn toàn và phải thở bằng oxy. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết, đối với người trẻ và có nhiều sức khỏe như cô, làm một chương trình những 4 tiếng đồng hồ, bản thân cô cũng cảm thấy kiệt sức, chứ không nói đến bác Ngạn tuổi đã cao. Cô chia sẻ thêm, khổ nỗi hôm nay lại làm 2 suất liên tiếp. Mỗi suất hơn 4 tiếng, ca sĩ hát một bài nghỉ nguyên buổi, MC sau mỗi bài phải ra. Qua lời chia sẻ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, rất nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng của mình trước tình trạng sức khỏe của bác và mong bác mau khỏe. MC Nguyễn Ngọc Ngạn được biết đến là một trong những nhà văn MC nổi tiếng nhất hải ngoại. Hình ảnh ông giáo làng đứng trên sân khấu Paris by Night cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong suốt 20 năm qua đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách hãy like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật đến quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.